Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá siêu phẩm truyện trọng sinh tướng môn độc hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Bộ truyện kể về cuộc sống của Thẩm Diệu sau khi trọng sinh về tuổi 14. Hãy cùng nhau thưởng thức và khám phá câu chuyện thú vị này nhé. Hãy cùng bắt đầu nhé. Chương 66: Đêm gặp tiểu hầu gia cuối. Cánh tay thẩm rượu trắng nõn giống như dương chi bạch ngọc, mỡ dê mặt cười. Nhiệm Uyển Vân lập tức ngốc lăng, thẩm rượu rút tay về cười cười, nói, nhị thẩm hình như là muốn kiểm tra cái gì đó. "Không, Nhiệm Uyển Vân miễn cưỡng cười, ta mới không. Tay ta bị trượt thôi." Trong lòng nàng có chút hoảng hốt không biết dùng biểu tình gì. Tại sao trên người thẩm rượu ngay cả một vết bầm cũng không có? Nàng là người đã từng trải, đừng nói là dự thân vương, cho dù là nam tử bình thường ít nhiều cũng sẽ lưu lại dấu vết trên người nữ tử. Hay là dự thân vương không phải là một người có nhiều thủ đoạn như lời đồn? Nhưng vẻ mặt của Thẩm Diệu trong thời khắc này cũng không giống như người bị đả kích khi gặp một chuyện đáng sợ a. À. Nhưng Thẩm Diệu vẫn luôn duy trì bộ dáng không việc gì như vậy, nếu thế thì chuyện đêm qua giải thích như thế nào? nàng đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy bên người thẩm nguyệt có hoàng oanh cùng thanh loan lại nhìn thấy bên người thẩm diệu có cốc vũ cùng kinh chập trong mắt liền chuyển nói hai nhà đầu bên người của ngũ nhi đi đâu rồi mới sáng sớm đã không thấy ta bảo các nàng đi lấy cháo sáng nay dậy sớm cổ họng có chút không thoải mái nơi này cách phòng bếp khá xa nhiệm uyển vân cười nói đứa nhỏ này nói một câu không phải được rồi sao bất quá không phải phòng bếp ở nam các sao? Đúng a, à, Thẩm Diệu nhìn nàng, ta chính là từ nam các đi ra. Ngươi cứ đùa nhị Thẩm. Nhiệm Uyển Vân cười, không phải đêm qua ngươi ở bắc các sao? Lời còn chưa dứt, nàng liền nhìn thấy Thẩm Diệu ở phía đối diện cười. Thẩm Diệu từ khi rơi xuống nước đến nay vẻ mặt đều rất lạnh lùng. Hôm nay cũng cười nụ cười vẫn như lúc trước tràn ra từ đáy lòng nhưng không hiểu vì sao lại làm ngực người ta phát lạnh, chém nhẹ. Tâm nhiệm uyển vân chợt trầm xuống. Phu nhân, không tốt, không thấy tiểu thư. Lần theo tiếng kêu liền nhìn thấy hai nha đầu bên người thẩm thanh vẻ mặt lo lắng diễm mai, thủy bích. Ngươi nói cái gì? Nhiệm uyển vân đột nhiên hét ầm lên. Thẩm nguyệt hơi sững sờ, không thấy thẩm thanh. Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua thẩm diệu, Người phía sau vẻ mặt không gợn sóng, bình tĩnh giống như vừa nghe được một câu hỏi thăm hết sức bình thường. "Sao lại không thấy Thanh Nhi?" Nhiệm Uyển Vân bắt áo của Diễm Mai, ánh mắt hung ác như ác thú. "A, à, cái này ta biết." Thẩm Diệu đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của mọi người đều dừng trên người nàng. Trong không gian yên tĩnh, Thẩm Diệu nhẹ giọng cười, "Ta vừa nãy từ Nam Các đi ra bởi vì đêm qua ta ngủ ở Nam Các." đêm qua ta không ngủ được nên tìm đến đại tỷ mong nàng có thể đổi phòng cho ta đại tỷ liền đáp ứng lại nghĩ đến nhị thẩm ở cách vách nên cũng an tâm sáng sớm xuất môn liền gặp nhị tỷ theo nhị tỷ một đường lại đây ta muốn đến đây để cảm tạ đại tỷ vì nàng đã đổi phòng hộ ta mỗi một câu nàng nói lòng nhiệm uyển vân lại xuống một phần đến cuối cùng cơ hồ là tuyệt vọng gương mặt run run hốc mắt đỏ lên giống như dã thú nối điên. Thấy nhiệm uyển vân như vậy, thẩm nguyệt có chút sợ hãi. Nàng đại khái đoán được có thể là đã xảy ra chuyện lớn. Bất úa khi nghĩ đến mẫu thân nhà mình luôn cúi đầu trước đại phòng và nhị phòng trong lòng tự nhiên có chút vui sướng khi người gặp họa, liền theo thẩm diệu nói. Đúng vậy, sáng sớm ta nhìn thấy ngũ muội từ trong phòng đi ra, hiện tại đang muốn tìm ngũ muội đến dùng cơm thanh âm của thẩm diệu nhẹ như lông hồng nhưng lại giống như đập một chùy thật mạnh lên đầu nhiệm uyển vân lòng nàng như muốn dỉ máu đêm qua nghỉ ở nơi này chắc chắn không phải thanh nhi a à. nhiệm uyển vân ôm ngực lui về phía sau hai bước cơ hồ muốn té xỉu người đêm qua ở trong này không phải là thẩm diệu mà là thẩm thanh như vậy nữ tử bị dự thân vương đùa bỡn là thanh nhi của nàng thanh âm đau đớn dên rỉ kia hóa ra là do thanh nhi của nàng phát ra. Nàng ở ngay cách vách, cùng nữ nhi của nàng cách một bức tường mà lại để nữ nhi bị người khác tùy ý vũ nhục. Sự thật này, nàng làm sao có thể tiếp nhận? Cái này nhất định là giả, nhất định không có khả năng. Đúng vậy, không có khả năng, không có khả năng. Tâm của nhiệm uyển vân đau như bị xé, nàng nhìn cánh cửa đang đóng chặt. Trong nháy mắt, toàn thân như vị rút hết khí lực, không dám đi ra mở cửa. Thảm trạng trong đó là gì? Nàng căn bản cũng không dám xem. Tuy trời đất của nàng đã xoay chuyển nhưng nàng còn nhớ rõ không thể để thẩm nguyệt cùng thẩm diệu nhìn thấy thảm trạng bên trong. Vạn nhất bị truyền ra bên ngoài. Nhiệm Uyển Vân cố gắng bày ra một khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Các ngươi đi về trước đi, ta vừa mới hỏi qua, Thanh Nhi còn đang ngủ ta ở đây chờ nàng. Thẩm Diệu cười, nhị thẩm thật biết nói đùa, vừa nãy nói đại tỷ không ở bên trong giờ lại nói vừa nói chuyện cùng nàng, chắc không phải trong phòng đại tỷ có giấu cái gì đi. Không có, nhiệm huyền vân một mực phủ nhận, hành động như vậy rơi vào trong mắt thẩm nguyệt làm nàng càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Ánh mắt thẩm diệu vừa động lại hướng tới một bóng người hô, quế ma ma, làm phiền người giúp nhị tẩu đem cánh cửa này mở ra quế ma ma vừa nâng thắt lưng vừa tới hôm nay nàng bị phân phó đến sớm giờ phút này không biết trước mặt đang xảy ra chuyện gì nghe thẩm diệu nói vậy liền tưởng nàng cùng nhiệm uyển vân tính xong rồi trong lòng trột dạ lại có chút áy náy quế ma ma ấy vậy mà không nhìn sắc mặt của nhiệm uyển vân nếu không sẽ thấy sắc mặt nhiệm uyển vân như màu đất quế ma ma ở gần cửa nhiệm uyển vân muốn ngăn cản cũng không kịp cửa chi nha một tiếng liền mở ra Vạn vật yên tĩnh. Từ cửa truyền ra một cỗ hương vị sâu xa, để lời nói với người xa lạ. Vạn tay đưa lên, cầu người bao dưỡng, tương đương tương đương tương đương. Chương 67, hồi phủ. Cánh cửa từ từ mở ra nhưng không một ai dám bước lên xem. Phòng của khách hành hương ở Ngọa Long tự vốn rất trống trải căn bản không bằng quý phủ hoa lệ thêm nữa phòng này vốn được chọn lựa từ chướng nên trống càng thêm trống. Cái giường kia đặt ngang ở trong phòng, ngay cả một bình phong để ngăn cách cũng không có. Tình hình ở bên trong là gì chỉ cần mắt còn nhìn được thì có thể nhìn thấy hết. Thẩm Nguyệt là người đầu tiên la lên. Trên đất những mảnh nhỏ y phục tán loạn là bị người ta xé nhỏ, thảm trên giường tùy ý ném ở một bên, sách vở trên bàn đều bị ném toán loạn trên mặt đất ấm trà bị người ta đập nát giống như vừa trải qua một trận hỗn chiến nhưng thứ làm người ta kinh ngạc nhất không phải là cái này nữ tử nằm trên giường thân thể trắng ngần như ngọc cứ thế mà lộ ra bên người nàng không có cái chăn nào nàng nửa ghé vào giường trên lưng loang vệt hồng còn thấy vết máu khô cùng bầm tím vừa nhìn đã làm người ta cảm thấy ghê người dưới giường còn có một cây roi da dính máu đã gãy thành hai nửa lại nhìn dấu vết trên người nàng ai cũng có thể thấy được là bị roi da kia đánh. Editor. Tiểu Vũ diễn đàn LQder. Trời ơi. Thẩm Nguyệt che miệng từng bước lui về phía sau, kia. Kia là ai vậy? Không phải đại tỷ chứ? Nàng bỗng dưng quay đầu nhìn về phía Nhiệm Uyển Vân. Thẩm Thanh cùng Thẩm Diệu đổi phòng, đáng lý ra Nhiệm Uyển Vân phải biết mới đúng chứ. Nhưng giờ hết thảy đều bày ra trước mắt, Thẩm Thanh xảy ra chuyện một nữ nhi chưa lấy chồng mà bị như vậy rõ ràng là dấu vết bị người ta lăng nhục. Quế Mama không ngờ được rằng trong phòng còn có người khác. Vừa nãy nàng nhìn thấy thẩm diệu cùng nhiệm uyển vân nói chuyện nàng còn tưởng mọi chuyện đã xong rồi, tưởng mọi người muốn vào phòng nói chuyện. Kết quả vừa mới mở cửa ra liền nhìn thấy một nữ tử khác. Chẳng lẽ đêm qua còn có nữ nhân khác bị dự thân vương đùa bỡn? Chuyện của nàng bị phá hỏng rồi sao? lời của thẩm nguyệt vừa thốt ra lại làm cho nàng hồn phi phách tán thẩm thanh người bên trong là thẩm thanh diễm mai cùng thủy bích thấy thẩm thanh như vậy trong lòng liền lạnh tiểu thư nhà mình gặp việc này các nàng tất nhiên không có đường sống hai người nhìn nhau đều thấy được tuyệt vọng trong mắt đối phương đồng thời quỳ xuống hướng nhiệm uyển vân không ngừng dập đầu nhiệm uyển vân đứng ngốc ngoài cửa nhị thẩm không muốn vào nhìn sao xung quanh tĩnh lặng, thầm diệu. Chỗ này tác giả viết là thẩm thanh nhưng bà thẩm thanh cô phải là vẫn chết dí trong kia sao? Nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu của nàng bình tĩnh giống như chưa từng nhìn thấy thẩm trạng trong phòng. Nhiệm uyển vân quay đầu chỉ thấy nữ tử kia lặng lặng nhìn nàng. Lồng ngực của nàng giống như bị chèn ép nổi lên sự ghê sợ nhưng rất nhanh liền kiềm chế. Sắc mặt trắng bệch nghiêng ngả bước vào phòng đến bên nữ tử nửa ghé vào giường. Tóc nàng rối tung, trên đất có rất nhiều tóc vụn, hiển nhiên là bị người ta kéo không ít. Nhiệm Uyển Vân run run vươn tay, lật nữ tử kia lại. Đùng, đùng, một tiếng nổ vang lên giống như tiếng sét đánh vào tim của nàng. Cơn mưa đêm qua đã ngừng đột nhiên tiếp tục, mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng vang vọng bên tai mọi người. Nhiệm Uyển Vân đau khổ nhắm mắt lại. Nữ tử trong ngực, đúng là thầm thanh càng nhìn gần càng cảm thấy ghê người. Mặt thẩm thanh sung rất to, hiển nhiên là bị làm nhục không nhẹ. Trên cơ thể giờ phút này không có một nơi nào ra thịt hoàn hảo. Một tay của nàng mềm nhũn hiện ra tư thế kỳ quái, đây giống như bị người ta bẻ gãy. Dự thân vương rất ngoan, ngoan trong ngoan độc. Nhưng người mà nàng hận nhất là thẩm diệu hết thảy mọi thứ này vốn thuộc về trên người thẩm diệu giờ phút này lạ chuyển hết sang người thanh nhi của nàng bị ép buộc thành bộ dáng này nửa đờ sau thanh nhi của nàng coi như bị hủy rồi nàng hận không thể cắn đứt cổ thẩm diệu uống máu thẩm diệu ăn thịt thẩm diệu nhiệm uyển vân cuối cùng vẫn là trưởng quản của thẩm phủ tuy giờ phút này nàng có thể không chế chính mình không bi dây nổi điên nhưng thanh âm vẫn không nhịn được run rẩy phân phó hương lan bên người đi tìm xe ngựa lập tức xuống núi nhưng hương lan sợ hãi nhìn nàng một cái phu nhân bây giờ trời đang mưa to không thể xuống núi núi cao nhấp nhô đường xá hiểm trở uy trận mưa đêm qua đã tạnh nhưng đường vô cùng lầy lội không thể đi được nếu cứ nhất quyết đi xuống núi chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thời tiết như vậy không thể ra cửa vậy thanh nhi của ta phải làm sao bây giờ Nhiệm Uyển Vân cuối cùng vẫn không nhịn được hét lên một tiếng chói tai, nàng bốp, một tiếng tát hương lan một cái hung tợn nói, người nói thanh nhi của ta phải làm sao bây giờ. Thẩm Diệu ở ngoài phòng lẳng lặng nhìn. Nàng đứng dưới mái hiên nhìn cơn mưa răng. Răng khắp lôi che kín sơn thủy, che lấp một số quỷ kế dơ bẩn. Người đáng lẽ ra phải chịu vũ nhục là nàng, người hôm nay làm thẩm thanh chịu vũ nhục như vậy cũng là nàng chính ta nghe được nữ nhi của chính mình bị lăng nhục một đêm, vốn là có thể cứu nhưng lại khoanh tay đứng nhìn một đêm. Nhiệm Uyển Vân, sau này mỗi lần khi nhớ tới ngày hôm nay tâm ngươi sẽ đau sao? Sẽ đau giống như lúc ta nhận được tin tức Uyển Du chết bệnh trên đường sao? Giờ muốn đem thẩm thanh về trị bệnh nhưng vì trời mưa to nên không thể không dừng lại ở đây. Tiến không được mà lui không được, người luôn tự tin, luôn đắc ý như nhiệm uyển vân có phải đang cảm thấy tuyệt vọng hay không đi tìm đại phu mặc kệ dùng biện pháp gì mau đi tìm đại phu nếu tìm không được đại phu ngươi liền chết ở chỗ này đi nhiệm uyển vân hướng hương lan thét chói tai hương lan theo nhiệm uyển vân nhiều năm như vậy chưa bao giờ bị nhiệm uyển vân như vậy trách cứ vừa ủy khuất vừa sợ bộ mặt chạy thật nhanh ra ngoài lúc chạy còn không nhị được liếc mắt nhìn thầm rượu một cái kế hoạch rõ ràng tù tính rất tốt, người đêm qua nằm đây phải là thẩm diệu mới đúng chứ. Thẩm thanh từ trước đến giờ không phải là một người có không nói có, nàng vốn có khúc mắc với thẩm diệu đương nhiên sẽ không cùng thẩm diệu đổi phòng. Việc này tất nhiên có điểm kỳ quái. Nàng nhìn nữ tử mặc tố y, váy trắng, rõ ràng là mặt mày phúc hậu không biết vì sao toàn thân lại sinh ra một thân sát khí. Thải Cúc, người đi kêu vài người lại đây, đem cửa đóng lại. Nhiệm Uyển Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Cửa đóng, trong phòng, ngoài phòng giống như hai thế giới tách biệt. Thẩm Nguyệt vẫn còn chưa hồi phục tinh thần, nàng nhìn Thẩm Diệu, không thể tin nói, ngũ muội, đại tỷ là bị kẻ xấu lăng nhục sao? Thẩm Diệu từ chối cho ý kiến. Dự thân vương quả thực chính là tính đùa bỡn đối phương, trước khi trời sáng liền rời đi. Hắn biết, đối với nữ tử được nuôi trong nhà cao cửa rộng mất đi danh tiết là đáng sợ nhất. Bất quá dự thân vương cũng không kẻ ngốc, không lâu sau có thể đã phát hiện ra manh mối dù sao thủ pháp đánh cháo này rất bình thường nên ra tay có chút thô bạo. Nàng lúc này còn đang ngẩn người, bộ dáng này rơi vào trong mắt thẩm nguyệt làm lòng thẩm nguyệt run lên. Thẩm nguyệt giật mình, ngũ nguội, không phải ngươi hại đại tỷ chứ. Đêm qua rõ ràng thẩm thanh ở Nam Các, thẩm diệu ở Bắc Các, nhưng cuối cùng lại thay đổi vị trí, sau liền ra chuyện này. Nếu không đổi phòng, người giờ phút này nằm ở đó e là phải là Thẩm Diệu mới đúng. Mà lấy hiểu biết của Thẩm Nguyệt đối với Thẩm Thanh, Thẩm Thanh tuyệt đối sẽ không đem phòng đổi cho Thẩm Diệu. Chẳng lẽ hết thảy đều do Thẩm Diệu làm? Thẩm Nguyệt nhìn về phía Thẩm Diệu, ánh mắt giống như nhìn một thứ cực kỳ đáng sợ. Lại Thẩm Diệu nhẹ nhàng cười, nhị tỷ Cơm có thể ăn bậy nhưng nói cũng không thể nói lung tung. Ta nào có gì có thể hại đại tỷ, ngươi quá xem trọng ta rồi. Nhưng Thẩm Nguyệt trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy Thẩm Diệu tựa hồ có cái gì đó không thích hợp. Mà đối với việc đêm qua, tất nhiên không thoát khỏi liên quan. Có tâm lo cho việc này không bằng cho chính ngươi đi." Thẩm Diệu nói. Chương 68 hồi phủ hai có tâm lo cho việc này không bằng cho chính ngươi đi thẩm diệu nói ta thẩm nguyệt khẩn trương đứng lên ta thì sao chứ ngươi cho là việc của đại tỷ xảy ra hai nha đầu bên cạnh ngươi có thể sống sao cái gì xem ra nhị tỷ quả thật không nhận ra thói đời hiểm ác thẩm diệu nhẹ nhàng cười hai người này đã biết được chuyện tư mật của chủ tử nếu chuyện này bị hạ nhân nói ra nói vào ngươi nghĩ xem các nàng có thể sống được bao lâu nữa sắc mặt của hoàng oanh cùng thanh loan bên người thẩm nguyệt nhất thời chắn bạch các nàng đương nhiên là biết nếu chuyện xấu của quý phủ nhà cao cửa rộng bị hạ nhân phát hiện đương nhiên chỉ có một đường chết để bảo đảm bí mật cho chủ nhân thẩm thanh bị kẻ xấu lăng nhục mà hai người lại thấy hết tự nhiên là không có đường sống thẩm nguyệt cực kỳ sợ hãi vừa này nàng quá kinh ngạc nên quên mất việc này nàng căn bản không phải là một người trường tình, trường, dài, tình, tình cảm. Đại ý cô tiếc hai ân kia, nhưng tinh lực để bồi dưỡng ra nha đầu bên người cũng không phải là ít. Nếu tự nhiên mà bị giết chẳng khác nào bị chặt cả hai tay, họ nàng làm sao cam tâm? Không chỉ có các nàng. Thẩm Diệu mỉm cười, ánh mắt đảo qua diễm mai, thủy bích cùng quế ma ma, giọng nói mang theo ý vị thâm trường một người cũng không thể trốn thoát được đâu. Quế ma ma cùng hai nha đầu kia cơ hồ sắp ngất. Có gì đáng sợ, có gì đáng sợ đâu. Một người đắc đạo, ở đây ý chỉ tài trí cao siêu, nhiều mưu kế, nhưng nếu chủ nhân xa cơ lỡ vận hay tính tình không tốt, thân làm hạ nhân một người cũng trốn không qua. Kiếp trước lúc thẩm gia bị xét nhà, hạ nhân không phải là ỷ thế hiếp người, không phải là ăn cây táo rào cây sung sao đi theo chủ tử có dạng gì thì sẽ nhận kết cục y như dạng đó. Nếu vừa ra tay mà chỉ diệt được một người chẳng, phải có chút đại tài tiểu dụng sao? Ý của chị ấy là đã ra tay thì phải vét sạch mặt cười. Đóng ngoặc đơn. Thẩm Diệu xoay người bước đi. Thẩm Nguyệt thấy thế liền gọi vớ nàng lại, ngươi đi đâu vậy? Chúng ta đến ngọa long tự không phải là vì dân hương sao? Thẩm Diệu thản nhiên đáp, ta có rất nhiều nghi vấn cần giải đáp đương nhiên là muốn đi hỏi Phật tử một câu, thắp một nén hương. Chẳng lẽ đến rồi mà không gặp, Phật tổ. Nữ tử mặc tố y cứ như vậy mà bước đi, bóng dáng lạnh lùng thẳng tắp không có chút lưu luyến giống như hôm nay căn bản chưa từng phát sinh chuyện kinh thiên động địa. Hết thảy việc làm của nàng đều đi theo kế hoạch, ngủ một đêm sau đó đi thắp một nén hương khẩn cầu bình an. Không đúng, thẩm nguyệt đột nhiên mở miệng, hai nhà đầu kia của nàng sao lại không ở đây? Quế ma ma sừng sốt. Sáng sớm khi thẩm diệu gặp thẩm nguyệt, nàng nói đã sai hai nha đầu cốc vũ cùng kinh chập đi sang phòng bếp lấy đồ ăn sáng. Mãi cho đến tận bây giờ vẫn chưa trở lại trùng hợp liền tránh nhìn thấy thẩm thanh gặp chuyện không may. Giờ ngẫm lại cảm thấy trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Hai nhà đầu bên người thẩm thanh cùng thẩm nguyệt khó thoát một kiếp nhưng nha đầu bên người thẩm diệu một người cũng không tổn hại rõ ràng thẩm diệu cố ý bảo hai nàng ly khai chẳng lẽ nàng sớm biết chuyện của thẩm thanh chẳng lẽ việc hôm nay của thẩm thanh cũng là do một tay nàng an bài thẩm nguyệt quay dầu lại nhìn bóng dáng thẩm diệu đã biến mất dưới mái hiên nhưng ánh mắt băng lãnh sắc lạnh kia giống như xuất hiện ở trước mặt nàng làm cho nàng không tự chùa cảm thấy lạnh cả người mưa đến buổi trưa thì ngừng hương lan đã đi tìm khắp mọi núi nhưng tìm không ra một đại phu Bình thường nơi này ngoại trừ thi thoảng sẽ có khách hành hương đến thăm cơ hồ là không có người. Nếu tăng nhân trong chùa sinh bệnh bất quá là ai cũng tự tìm thảo dược, tự làm thuốc, tự uống. Hương Lan không tìm thấy lang trung đành phải đi tìm tăng nhân xin chút thuốc cùng dược liệu thoa ngoài ra đưa thẩm thanh dùng. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc cùng hương vị khác thường, mặc dù đã cọ rửa qua nhưng mùi vị kia vẫn không tiêu tán. Nữ tử trên giường hai mắt nhắm nghiền, Nhiệm Huyền Vân ngồi tựa đầu vào cửa sổ. Mới chỉ ngắn ngủn vài giờ qua đi, mặt của nàng giống như già đi 10 tuổi. Bọn nha hoàn trong phòng ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, ai mà biết được chủ tử sẽ không giận chó đánh mèo. Trong lúc Nhiệm Huyền Vân đang ngồi ngẩn ngơ bên cửa, hai mắt Thẩm Thanh trên giường giật giật. Nàng cúi đầu kêu lên, "Thanh nhi." Thẩm Thanh mở to mắt, khi nàng nhìn thấy Nhiệm Uyển Vân liền lộ ra vẻ hoảng sợ, một tay hương tới mặt của Nhiệm Uyển Vân chộp tới, buông ra. Mau tránh xa ta ra, cứu mạng. Thanh Nhi, ta là nương A, à, ta là nương A, à, nương của ngươi A, à. đừng sợ, nương ở đây. Lòng Nhiệm Uyển Vân đau như dao cắt, vừa ôm vừa dỗ thẩm thanh. Nhưng thẩm thanh hình như không biết, nàng liên tiếp dẫy rụa, mắt trợn chắn gắt gao nhìn trần nhà, gào thét điên cuồng hương lan cùng Thải cúc thấy vậy liền tiến lần giúp đè tay thẩm thanh lại thẩm thanh giống như nổi điên thần trí không tỉnh táo đến nhiệm uyển vân nàng cũng không nhận ra nàng quằn quại vật lộn chỗ dược vừa mới thoa cơ hồ uổng phí hết máu chảy rầm rề hiện ra hết trước mắt nhiệm uyển vân nàng nhìn vết máu trên người nữ nhi trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ thống khổ kêu lên a à. một tiếng thảm thiết phu nhân trong lòng Hương Lan cùng Thải Cúc hoàn toàn kinh sợ. Nhiệm Uyển Vân từ trước đến giờ luôn là một người có chủ ý, biết bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh, mặc kệ là đại sự gì xảy ra nàng luôn có thể bình tĩnh xử lý. Nay bị ép buộc đến tình cảnh này, hai nha đầu theo bên người Nhiệm Uyển Vân nhiều năm không nhị được kinh sợ. Editor, Tiểu Vũ, Thẩm Diệu ở đâu? Nhiệm Uyển Vân hung hăng mở miệng. Ngũ Tiểu Thư, Miếu Đường. Thải Cúc thận trọng nói. Chăm sóc Thanh Nhi cho tốt, nếu nàng mà xảy ra chuyện gì hai người đừng hỏng sống sót. Nhiệm Uyển Vân xoay người ra cửa. Trong Phật Điện, tượng Phật vàng kim to lớn sừng sững, khuôn mặt hiền làn nhìn xuống tín đồ, nhìn xuống chúng sinh. Thẩm rượu quỳ trên mặt đất, hương cầm trên tay nhưng không biết đang suy nghĩ gì. Từ sáng đến giờ, nàng đã quỳ ở đây được mấy canh giờ. Cô nương, ngừa nên nghỉ một chút đi. Kinh chập tiến lên khuyên can, nhỡ quỳ đến sinh bệnh cũng không đáng. Phật to chắc chắn sẽ nhìn thấy thành tâm của người, có lòng cầu tất nhiên sẽ được như ý. Có lòng cầu sẽ được như ý. Thẩm diệu nghe vậy trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, chắc chắn sẽ không được như ý. Sai lầm của kiếp trước kiếp này có cơ hội làm lại nhưng thẩm diệu của kiếp trước đã sớm thay đổi, người mất đi không thể trở lại. Uyển du của nàng, phó minh của nàng có cơ hội làm lại sao? Sợ là đã sớm hóa thành cho bụi hòa vào hồng trần chẳng còn lại gì. Huống hồ, huống hồ nàng cũng không phải tín đồ. Thẩm diệu ngẩng đầu nhìn tượng Phật màu vàng kim. Tượng Phật lạnh như văng sẽ thật sự có khả năng cứu vớt chúng sinh sao? Nếu ông trời có mắt sao lại cho người tốt rơi vào kết cục thảm hại, người tốt sống tiêu dao tự tái. Nàng quỳ gối nơi này dâng hương không phải là bái Phật mà bái những người đã chết ở kiếp trước, những người vì nàng mà chết. Từ khi trùng sinh cho tới bay, nàng không có cơ hội để cúng bái những người này bao gồm cả hai nhi tử của nàng. Nay đến nơi này liền thuận thế Phật, dâng hương dâng hoa cúng bái những người đã mất. Thẩm Diệu, một thanh âm tức giận đột ngột vang lên. Thẩm Diệu mỉm cười, người trên đời đều thích nóng vội nàng xoa đầu gối, đứng dậy, quay đầu nhìn nhiệm uyển vân khanh khách cười nói, nhị thẩm. Tiếng cười của thẩm diệu làm nhiệm uyển vân. Cảm thấy chói tai, nàng nhanh bước đến giơ tay lên định đánh vào mặt thẩm diệu. chương 69, Hồi Phủ 3 Thời điểm kinh chập cùng cốc vũ muốn tiến lên ngăn cản thì đã muộn. Nhưng thanh âm thanh thúy không vang lên như dự đoán, thẩm diệu dùng sức nắm lấy bàn tay đang định đánh vào mặt nàng. Nhị thẩm không biết tại sao kích động như vậy. Tuy nói ngươi có thể thay cha mẹ quản giáo ta nhưng không có lý do gì liền đánh ta chỉ sợ gia đình bình thường cũng không có quy củ này đâu. Nàng nói. Nhiệm Uyển vân vạn vạn không ngờ tới thẩm diệu lại cản tay nàng. Nữ tử trước mặt thân mình gầy yếu nhưng sức lực lại mạnh kinh người. Tay của nhiệm Uyển vân có chút đau nguyên lai chất nữ gọi dạ bảo vân, chỉ đâu đánh đó nàng nắm trong bàn tay không biết khi nào đã vùng dậy, không biết từ lúc nào đã cao hơn một cái đầu. Nàng không thể dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống để nhìn thầm diệu, nàng giờ cũng không thể lơ là cảnh giác vì nếu lơ là trong nháy mắt sẽ bị tiểu tiện nhân trước mặt ám toán. Nhiệm Uyển Vân không cam lòng thả tay xuống, cắn răng nói, thẩm diệu, ngươi đừng giả ngu, chuyện của Thanh Nhi là ngươi làm phải không? Thẩm thanh thần chí không rõ, nàng không có cách nào để biết được hết thảy sự việc xảy ra trong hôm đó. Nhưng có một điều nghiệm nguyện vân có thể chắc chắn sự việc của thẩm thanh có liên quan đến thẩm diệu. Nếu nói không liên quan đánh chết nàng cũng không tin. Chẳng qua là nàng không biết thẩm diệu dùng phương pháp gì nhưng đã động đến thẩm thanh. Biến thẩm thanh thành như vậy chắc chắn nàng sẽ không bỏ qua. Đại tỷ bị kẻ xấu làm hại, tâm ta cũng đau như cắt sao nhị thẩm lại có thể hoài nghi ta? Thẩm diệu mỉm cười, dẫu sao nếu ta không cùng đại tỷ đổi phòng thì người nằm trong kia chắc là ta đi. Chuyện hung hiểm như vậy ta làm không được. Hôm nay hại người tính toán kỹ cũng chỉ có ta. Lời chưa dứt, não nhiệm Uyển Vân cảm thấy thật đau. Nàng gắt gao nắm tay, ánh mắt như độc xà, chuyện kia vốn phải ở trên người ngươi, ngươi phải thay thanh nhi nhân hết. Cốc Vũ cùng Kinh Chập thấy Nhiệm Uyển Vân như thế trong vừa giận vừa sợ. Một bên làm ra bộ dáng nhị phu nhân hiền lành, xé rách ra mặt, một bên là nhị phu nhân hung tàn, ác độc. Nếu hôm qua không phải thầm diệu tỉnh táo chỉ sợ hôm nay chủ tớ các nàng không có kết cục tốt gì. Thật không ngờ Nhiệm Uyển Vân lại tới đây, ác nhân cáo trạng trước đúng là không cần mặt mũi. Nhị thẩm không thể nói như vậy, nơi này còn có Phật tổ thẩm diệu khẽ cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường, vạn vật trên đời này đều theo quy luật nhân quả. Người đêm qua gặp chuyện không may không phải là ta mà là đại tỷ nói không chừng cũng là sắp đặt trước. Nhị thẩm không đi bắt kẻ xấu, không oán trời trách đất mà lại trách ta, đây rốt cục là cái đạo lý gì? Nhiệm uyển vân cơ hồ cũng bị thẩm diệu làm cho tức giận không thể trở mình, nàng cười lạnh một tiếng, người thật nhanh miệng, Trước đây là do ta xem thường ngươi À, hóa ra từ trước tới giờ nhị thẩm đều nhìn ta như vậy Thẩm diệu không để ý lắm cười cười Nhiệm biển vẫn nhìn thẩm diệu Nữ tử trước mắt thần thái ôn hòa Ngũ quan mới phát triển hơi hơi có vẻ thanh tú Không biết từ lúc nào bao cỏ thẩm diệu đã hoàn toàn biến mất Nàng ở hậu trạch bàn tính nhiều chuyện như vậy lại bị đùa thảm trên tay của nữ tử thẩm diệu càng xinh đẹp bao nhiêu càng nhắc nhở nàng nàng thẩm thanh ở trên giường bi thảm bấy nhiêu thẩm diệu nếu ngươi thích giả bộ như vậy ta đây cũng không ngại nói với ngươi nhiệm uyển vân đột nhiên cười châm chọc đã xé rách ra mặt cần gì làm bộ dạng tự ái nàng nói ngươi cho là việc này cứ thế mà sẽ qua đi sao lão phu nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi nhị thúc sẽ không bỏ qua cho ngươi người kia càng không buông tha ngươi. Kết cục của ngươi chắc chắn sẽ thảm hơn Thanh Nhi gấp trăm ngàn lần. Ngươi sẽ bị ngàn người, vạn người trà đạp, sẽ mãi mãi không chờ được mình, vĩnh viễn trở thành tiện nhân. Phu nhân cẩn thận lời nói. Cốc Vũ cùng kinh chập đồng thời nói. Nhiệm Uyển Vân là nhị phu nhân của thẩm phủ, dù tốt dù xấu gì thẩm quý cũng làm quan trong triều. Nhiệm Uyển Vân ngày thường cao quý như vậy lại có thể nói ra những lời thô tục ác độc như vậy. Nói là nguyền rùa là kẻ địch cũng không đáng huống chi thầm diệu tuổi còn nhỏ lại phải nghe ngôn ngữ như vậy làm bẩn lỗ tai. Vậy tốt sao? Phù hợp sao? Nhiệm Uyển Vân bây giờ mới chú đến cốc vũ cùng kinh chập. Nàng cười lạnh một tiếng, ngươi vì hai nha hoàn của mình mà hao tổn tâm trí, ta sẽ chống mắt chờ xem ngươi giữ được các nàng bao lâu dứt lời quỷ dị nhìn thoáng qua thẩm diệu, phất tay áo bỏ đi. Đợi nhiệm uyển vân đi rồi, kinh chập cùng cốc vũ có chút hoảng hốt nhìn về phía thẩm diệu cô nương cứ như vậy mà cùng nàng ta xé rách ra mặt. Vậy có tốt không? Trung quy lại xé thì cũng xé rồi. Dù cho có duy trì thì chắc chắn nhiệm uyển vân cũng sẽ không nương tay. Chuyện uổng phí thì còn làm làm gì? Thẩm diệu nói. Con đường sinh tồn ở hậu cung, nếu kẻ thù của mình ở ngoài sáng thì một kích tất sát nếu ở trong tối thì phải có biện pháp lôi người đó ra ánh sáng nàng không có tâm tư cùng nhiệm huyền vân chơi trò hòa thuận chuyện này ngay từ đầu đã là dông bão nhiệm huyền vân nay đã bị nàng làm cho mất đi thần trí kế tiếp tất nhiên là sẽ điên cuồng trả thù nhưng đợi khi trở về phủ lão phu chắc chắn sẽ thiên vị các nàng kinh chập nhỏ giọng nói thẩm lão phu nhân thiên vị nhất đó là chi thứ hai không chỉ vì thẩm quý là con thân sinh của thẩm lão phu nhân mà cũng bởi vì nhiệm uyển vân sinh cho thẩm quý hai người con trai người thứ nhất không cần phải nói cũng biết là thẩm nguyên bách trưởng tử thì cuối năm mới trở về định kinh có hai tôn tử bảo sao lão phu nhân không thiên vị chi thứ hai huống hồ thẩm lão phu nhân sớm đã bị lời lẽ của nhiệm uyển vân làm cho choáng váng đầu óc đợi sau khi nàng trở về thì nhiệm uyển vân nói cái gì chính là cái đó làm gì có người sẽ chịu tin tưởng thẩm diệu thích thiên vị thì cho họ thiên vị đi từ đầu ta vốn đã không trông chờ vào những người đó vì ta mà làm chủ thẩm diệu cười cười nụ cười của nàng dừng trong mắt của cốc vũ làm mắt nàng cay cay nàng nói nếu thật sự là như vậy nô tỳ sẽ đem chuyện này truyền ra ngoài nếu cô nương có gì không tốt nô tỳ dù có liều cái mạng này cũng muốn đem chuyện này chiếu cáo thiên hạ. Chuyện cốc vũ nói ở dây một là chuyện của thẩm thanh hai là khúc mắc giữa thẩm diệu và thẩm gia. Đúng vậy, mặt kinh chập cũng biến sắc, biện pháp giết ba vạn địch tổn một ngàn quân này mặc dù có chút ngốc đổi lại sẽ không cho bọn họ một cuộc sống an nhàn thoải mái. Thẩm diệu có chút ngạc nhiên, nàng không dự đoán được hai nha đầu bên người còn quyết đoán hơn như vậy. Kinh ngạc trong chốc lát, nàng liền nở nụ cười. Cũng đúng, kiếp trước cốc vũ vì bảo vệ nàng nên chính mình đã nhận tội danh trộm ngọc trong hoàng cung bị thái tử tần quốc xử tử. Kinh chập vì nàng mượn sức quyền thần nên lấy sắc đẹp mê hoặc một vị quyền thần, cam nguyện làm thiếp. Sau bị thê tử của vị quan viên kia, tươi sống, đánh chết. Hai người bỏ họ vốn trung tâm vì nàng. Đáng tiếc kiếp trước, nàng căn bản không làm gì được cho mấy người bọn họ sống lại một kiếp nàng muốn bảo vệ mấy nha đầu này sai một lần là đủ rồi không cần ta không tính sẽ truyền đi mấy tin tức như thế này nhị thẩm cũng sẽ không cho mấy tin tức như thế này truyền ra ngoài vậy chuyện này cứ như vậy mà bị bưng bít hay sao nhưng trung quy giấy không gói được lửa đến lúc đại cô nương xuất giá tự nhiên sẽ bị phát hiện cốc vũ có khả trung quy giấy bao không được hỏa đại cô nương nếu xuất giá trung quy vẫn sẽ bị phát hiện. Cốc vũ có chút khó hiểu. Có thể lừa gạt chốc lát chứ không lừa được một đời. Trừ phi thảm thanh không lấy chồng. Nếu nàng lấy chồng, chuyện nàng đã không còn trong sạch ai cũng biết. Cho nên, bọn họ chắc chắn sẽ tìm phương pháp lừa dối. Về phần sẽ đối phó với thủ đoạn của ta như thế nào, bọn họ chắc chắn sẽ tìm người kia hỗ trợ. Người kia? Kinh chập hò, người kia là ai? Đương nhiên là kẻ đã lăng nhục đại tỷ." Thẩm Diệu khẽ cười, "Hay các ngươi nghĩ, tối hôm qua chỉ là việc ngoài ý muốn?" Thân mình Cốc Vũ và Kinh Chập nhất tề run lên. Tuy các nàng cũng suy đoán ra được một ít nhưng cũng không nguyện ý tin tưởng. Hai người không tin sẽ có người dùng biện pháp ác độc như vậy đối phó Thẩm Diệu, dồn Thẩm Diệu vào bước đường cùng. Các nàng càng không tin Thẩm Diệu đã biết trước lại còn hại ngược lại chi thứ hai. Tuy rằng biết lòng người bất chính nhưng cũng không dự đoán được sẽ đến mức như vậy. Thủ đoạn này rõ ràng là để đối phó với cửu nhân. Cô nương, có thật là đại phu nhân sai người khác làm. Cốc vũ gian nan mở miệng. Nếu việc kia chỉ là ngoài ý muốn, các nàng chắc chắn sẽ cảm thấy may mắn vì thẩm diệu có thể tránh được. Nhưng nếu là bị người ta gài, chi thứ hai bị như vậy cũng thật xứng đáng. Tự làm tự chịu. Nhưng, cô nương, tại sao bọn họ lại phải tìm người kia hỗ trợ? Người kia không phải là tùy tiện tìm sao? Kinh chập có chút choáng váng. Nếu nhiệm uyển vân tùy tiện tìm một người nào đó hủy đi trong sạch của thầm diệu giờ chắc chắn sẽ giết người kia sao còn tìm đến người kia xin hỗ trợ? Bởi vì người kia là dự thân vương. Cốc vũ cùng kinh chập đồng thời hít khí lạnh. Chuyện lúc trước không hiểu được giờ chợt sáng tỏ. Nếu người nọ là dự thân vương hết thảy đều rõ ràng. Đầu tiên dự thân vương có ý với Thẩm Diệu nhưng dự thân vương là loại người nào? Nữ nhi bình thường gặp mặt đều phải đi đường vòng. Nếu dự thân vương giao dịch cùng Nhiệm Uyển Vân, khả năng cao Nhiệm Uyển Vân sẽ giúp dự thân vương làm ra chuyện lăng nhục Thẩm Diệu. Nay hai người bị trời xui đất khiến. Nếu Nhiệm Uyển Vân lấy chuyện này nói cho dự thân vương biết, lấy tính tình hỉ nộ vô thường của dự thân vương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho thẩm diệu. Cô nương, hay là bây giờ? Chúng ta viết thư cho lão gia. Cốc vũ cùng kinh chập đều hoảng hốt. Dự thân vương là người không thể đối kháng. Tính tình không tính, quyền thế không tính. Đằng sau còn có bức tường hoàng gia chống đỡ. Chẳng sao cả, ánh mắt thẩm diệu chợt sáng lên, thẩm thanh chỉ là vật dẫn, người ta muốn đối phó là dự thân vương. Nàng quay đầu nhìn về bàn thờ Phật đang lượn lờ khói nhẹ. "Uyển Du, cả đời của con thật vất vả. Tuổi xuân cứ như vậy mà biến mất, chỉ còn cái danh công chúa căn bản là vô giá trị. Nương cái gì cũng không làm được. Ít nhất hiện tại, khi nhục của con ở kiếp trước, nương sẽ giúp con đòi lại." Ngoài thành Định Kinh, ở một lầu các, Bạch Y công tử chăm chú thưởng thức cái chén đang cầm trên tay, hiếu kỳ nói: nói như thế chẳng lẽ nha đầu thẩm gia kia cùng dự thân vương có cửu oán nương theo tỉ tỉ của mình chậm rãi kéo dự thân vương vào hố thủ đoạn thật cao minh bất quá một nữ như như vậy cũng không khỏi quá nghi ngoan đa nghi ngoan độc hắn lắc đầu bộ dáng có chút tiếc hận dự thân vương tử y thiếu niên ở phía đối diện dương môi cười mắt sắc như dao lười biếng nói ta thấy người mà nàng muốn đối phó không phải là dự thân vương. Không phải dự thân vương? Vậy là ai? Bạch y công tử nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên đối diện, ngươi cho là. Lấy dự thân vương làm bàn đạp, hủy hoại hoàng thất minh tề, tử y thiếu niên thản nhiên đáp. Mưa thu vốn rất lạnh, bất quá sau cơn mưa, trời thường bớt đi oi nóng. Mấy ngày nắng cũng có chút hiu quạnh. Trong thầm phủ, đồng viện vẫn là cảnh tượng bận rộn như cũ. Sắp đến cuối năm đồng nghĩa với việc sắp đến sinh thần của thẩm lão phu nhân. Thẩm lão phu nhân yêu thích phô trương xa xỉ, trước sinh thần của mình mấy tháng liền bắt đầu chuẩn bị. Đương nhiên lượng bạc tiêu tốn trong đó thật không nhỏ, mà bạc thì do nhiệm uyển vân làm trưởng quản. Tuy nó nhiệm uyển vân cũng ăn bớt không ít nhưng thời điểm phô trương nhìn qua cũng có chút khí phách mà việc viết bái thiếp mời các vị phu nhân liền rơi vào tay của tài nữ trần nhược thu tuy tuổi cũng đã đến trung niên nhưng dáng người của thẩm nhược thu vẫn duy trì bộ dáng thiếu nữ có lẽ là do khí chất hiểu biết trên người làm nàng tăng không ít khí độ so sánh với nhiệm uyển vân dung mạo của trần nhược thu luôn cao hơn một bậc phần thì về dáng người phần thì về dung mạo khả năng đối thơ làm tam lão gia của thẩm phu trầm mê mặc dù thành thân nhiều năm nàng không có con trai chỉ có. Thẩm Nguyệt là nữ nhi duy nhất thì ngoại trừ hai nha đầu thông phòng thẩm lão phu nhân cho thẩm vạn thì căn bản không có một người thiếp nào. Thẩm phủ có ba người con trai, tính tình bất đồng. Thẩm tín cương chính, chính trực, kiên nghị, lại quá mức tục tàn không cẩn thận chỉ được cái trọng nghĩa khí. Thẩm quý giỏi su nịnh, việc trong quan trường hết thảy đều thuận lợi lại ham tài háo sắc trong phủ trừ nhiệm uyển vân còn có mấy phòng cơ thiếp nhưng thủ đoạn của nhiệm uyển vân lợi hại cơ thiếp tuy nhiều nhưng chỉ có một thứ nữ yêm nữ phụ mới xuất hiện mặt cười căn bản không có gì uy hiếp với trưởng tử tam lão gia thẩm vạn quả thực là thực học nếu thẩm tín đi theo đường võ thẩm tín thẩm vạn theo đường văn thì thẩm vạn thực sự có chút bản lãnh điều này không có nghĩa thẩm vạn là một người hoàn hảo hắn không coi trọng sắc đẹp chỉ có Trần Nhược Thu nhưng lại quá xem trọng quyền thế, một lòng muốn leo lên trên. Thậm chí hắn đã từng dẫm lên người đã nâng đỡ mình. Giờ phút này, Nhiệm Uyển Vân đang thận trọng viết bái thiếp, ánh nắng chiếu xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào của người nàng. Đem ngũ quan của nàng nhu hòa giống như một nữ tử đang trong tuổi xuân. Thẩm quý đang sửa sang quần áo thấy vậy liền đi về phía nàng, từ phía sau ôm lấy, editor. Tiểu Vũ, a, à, Trần Nhược Thu oán trách nói: Lão gia làm cái gì vậy? Làm hại ta viết không xong, bỏ phí mất một cái bái tiếp. Để ta nhìn xem. Thẩm Vạn làm bộ làm tịch cầm bái tiếp kia lên xem. Bình, Bình trong bình luận nói chữ viết thanh tú, xinh đẹp giống như chủ nhân của nó. Sao lại viết không xong? Trần Nhược Thu cười, mặt ửng đỏ. Thẩm Vạn thấy vậy, tâm thần không khỏi rung động. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, thê tử này của hắn lại có một loại hấp dẫn như cũ, làm cho hắn không nhìn tới nữ nhân khác. Chỗ cao minh của Trần Nhược Thu là Trần Gia có nhiều nữ nhân như vậy lại chỉ có nàng nắm chặt tâm của phu quân. Cái này không phải là cái gì cao siêu, chỉ có một chữ nhẫn. Tính tình có thể giả, quần áo có thể thay. Thẩm vạn thích bộ dáng nàng như thế nào nàng liền biến thành cái đó. Ngày rộng tháng dài, nam nhân giống như chó mèo, trong mắt chỉ có ngươi. Nhị tẩu hôm nay sẽ về đến đây đi. Trần Nhược thu giúp vào trong lòng thẩm vạn, không biết Nguyệt Nhi có ăn được đồ ăn trong miếu hay không, đường đi có sắp nảy hay không. Thẩm vạn bật cười, ngươi quan tâm chuyện nhỏ nhặt đó làm gì? Nhị tẩu chắc chắn sẽ không để Nguyệt Nhi bị lạnh. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Trần Nhược Thu, hắn cười nói, người cứ xem Nguyệt Nhi là hài tử, nàng năm nay cũng đã lớn như vậy, mấy năm nữa xô giá khi đó đó ngươi định thế nào? Nguyệt Nhi xuất giá, ta đương nhiên sẽ vì nàng chọn một mối hôn nhân thập toàn thập mỹ. Dòng dõi cùng nhân phẩm đều là tốt nhất, cũng không thể giống ngũ nhi. Thức thời, Trần Nhược Thu liền ngậm miệng lại. Đêm hôm đó thẩm lão phu nhân, nhiệm huyền vân cùng Trần Nhược Thu đã bàn bạc đem thẩm rượu cho dự thân vương nếu dự thân đạt được ý nguyện liền giúp đỡ chuyện của nhị phòng thẩm gia lúc đầu trần nhược thu nói cùng thẩm vạn thẩm vạn đương nhiên đồng ý hắn say mê quyền thế chỉ chăm chăm làm thế nào để bước được cao hơn nào có quan tâm đến thanh danh thẩm tín thêm nữa hắn ghen tị với thẩm tín nhiều năm nào có cảm tình với thẩm diệu nếu dự thân vương cao hứng việc này đối với người trong quan trường như thẩm vạn mà nói là một điều quá tốt còn về việc nửa đời sau của thẩm diệu như thế nào, thẩm vạn không quan tâm. Không biết việc này nhị tẩu có làm thỏa đáng không? Thẩm vạn thần tình nghiêm túc đứng lên. Trần Nhược Thu thấy thế, trong lòng hơi trầm. Nàng biết trong lòng phu quân của mình luôn đặt quyền thế lên hàng đầu. Tuy Trần Nhược Thu không để ý đại phòng nhưng xét trên phương diện nữ tử có chút cảm giác thỏ tử hồ bi. Thỏ chết, cáo khóc đã nhắc đến ở những chương trước lần này nhiệm uyển vân đột nhiên muốn đi Họa long tự dâng hương mọi người đương nhiên biết trong đó có ẩn tình chỉ sợ sau khi lên núi khi trở về có thể nghe được tin dữ của thẩm diệu yên tâm đi nàng nhẹ giọng nói nhị tẩu làm việc luôn luôn thỏa đáng việc này chắc cũng có kế hoạch vẹn toàn chỉ hy vọng là như thế thẩm quý gật đầu hai người đang ở nói chuyện bỗng nhiên nha hoàn thi tình bên người trần nhược thu hoàng hốt chạy vào trên mặt mang theo chút bối rối phu nhân nhị phu nhân mang theo ba vị tiểu thư đã trở lại nhìn thấy biểu tình như vậy trần nhược thu ngược lại yên tâm rất nhiều ước chừng sự đã thành nàng mỉm cười liếc thẩm quý bày ra bộ dáng quan tâm hỏi ngược lại thi tình ba vị tiểu thư có tốt không có mệt không 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 tốt thi tình lắp bắp nói, đại tiểu thư điên rồi. Tươi cười trên mặt trần nhược thu tắt lim. Hết thảy giống như là một cơn ác mộng, thẩm phủ gọn gàng ngăn nắp, bất quá chỉ trong một ngày, liền loạn thành một đoàn. Thẩm thanh điên rồi. Nhiêm uyển vân trong ngày thường luôn có khi thế của gia chủ một nhà. Tuy nàng luôn xuất hiện với bộ dáng hiền hòa, cười tủm tỉm nhưng thủ đoạn lại kinh người. Bất luận nhân phẩm nàng thế nào, thẩm gia trong tay nàng nhiều năm như vậy chưa từng xảy ra chuyện gì quá lớn năng lực quản gia cũng được mọi người tán thành nhưng mà vị phu nhân luôn ung dung trước mọi chuyện nay lại lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt mệt mỏi thần sắc điên cuồng nếu không có hai nha đầu bên cạnh chỉ sợ người ta tưởng điên phụ từ đâu chạy tới mà nữ tử trong ngực nàng thật sự không kém người điên là bao luôn luôn thét chói tai dãy rủa động tĩnh lớn đến mức thẩm lão phu nhân cũng phải chạy tới. Rằng không biết vì nguyên nhân gì, nhưng chuyện thẩm gia đại tiểu thư điên rồi là thật. Bất quá thẩm phủ đối với việc này cũng rất kiêm kỵ, tất cả những nhà đầu thấy thẩm thanh điên như vậy, đều bị bán ra ngoài, ai mà biết được có phải là đem ra chôn ở bãi tha ma đâu. Hai nhà đầu bên người thẩm thanh, hai nhà đầu bên người thẩm nguyệt, thậm chí cả quế ma ma, cũng là bị nhốt lại. Người duy nhất lông tóc không tổn hao chỉ có Thẩm Diệu một người. Trong vinh cảnh đường, Thẩm lão phu nhân ngồi ở trên cao, gương mặt băng lãnh. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào. Thẩm Diệu đang đứng ở giữa giống như ánh mắt độc xà âm lãnh. Ba tiểu cô nương êm đẹp đi, vốn là không gặp chuyện gì nhưng lại xảy ra chuyện. Người nên xảy ra chuyện giờ lại đứng ở nơi này, Thẩm Thanh của nàng ở chi thứ hai gặp nạn. Chỉ cần vừa nghĩ tới việc này, thẩm lão phu nhân liền tức giận tới mức muốn thổ huyết. Trần Nhược Thu cùng thẩm vạn đứng ở một bên, thẩm nguyệt ủy khuất đứng bên người Trần Nhược Thu, hai nha đầu bên người của nàng vô duyên vô cớ bị nhốt lại. Trước từng nghe thâm diệu nhắc tới, muốn bảo trụ Hoàng Oanh cùng Thanh Loan chỉ sợ rất khó. Bên kia, nhiệm uyển vân quỳ gối trước mặt, thẩm lão phu nhân thẩm vạn hôm nay trong chiều có việc, còn chưa hồi phủ, gã sai vặt đi gọi hắn bây giờ còn chưa trở về tự nhiên là không biết đích nữ của mình đã xảy ra chuyện lão phu nhân ngươi cần phải vì thanh nhi làm chủ a à. nhiệm uyển vân khóc lóc một phen thẩm vạn đều có chút kinh ngạc nhị tẩu luôn mang bộ dáng bình tĩnh lại có gương mặt như hôm nay thật làm cho hắn có chút đại khai nhãn giới trong lòng trần nhược thu có chút khuây khỏa nhiệm uyển vân luôn ỉ vào mình là quản gia nên không đem tam phòng đặt vào trong mắt nay nữ nhi của mình xảy ra chuyện còn không phải quỳ ở bên dưới ngũ nhi ta đối đãi ngươi như con gái ruột thanh nhi cũng vì ngươi làm nhiều điều các ngươi là tỉ muội cùng huyết thống không nâng đỡ lẫn nhau thì thôi đi nhưng ngươi sao lại có thể ác độc như thế ngươi cũng biết cả đời của thanh nhi coi như là bị ngươi bị hủy ngươi thật ngoan tâm Thẩm Nguyệt đem chuyện Thẩm Thanh bị kẻ xấu lăng nhục nói cho Trần Nhược Thu cùng Thẩm Vạn. Hạ nhân nơi này đã bị đuổi đi hết, Trần Nhược Thu ở nơi này cũng không sợ mọi người nghe thấy. Thẩm Diệu đang muốn nói, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng gầm lên, "Nguyệt nữ, ngươi hãm hại tỷ muội, tâm như rắn rết, nên giải đi lao ngục chết không đền nổi tội." Thẩm Diệu lạnh lùng cười, xoay người, đối mặt với nam nhân đang sải bước mà đến nhị thúc của nàng, phụ thân thầm thanh thầm quý. Để lời nói với người xa lạ. Tiểu hầu gia không phải người tốt, tiểu hầu gia không phải người tốt, tiểu hầu gia không phải người tốt, chuyện quan trọng nói ba lần. Thẩm hoàng hậu muốn thủ tiêu một đám bích trì, bích trì bằng bích bằng cha di di nhá. Lời editor. Làm xong rất mệt. Đăng tạm lên, mai beta lỗi sắp sinh thần lão phu nhân bằng thẩm tín sắp về bằng tạ cảnh hành sắp chết. Mặt cười, một c này bằng hai chương b.tsg rồi nhé. Mệt quá. Chương 70, không tồn hao gì. Thẩm quý chưa kịp thay quan phục, cứ như vậy mà xài bước tiến vào đại sảnh. Tám phần là nghe được tin dữ của thẩm thanh vội vội vàng vàng chạy tới. Editor, tiểu vũ. Nhiệm Uyển Vân thấy vậy, khóc càng to, càng thê thảm, lão gia. Thanh Nhi, nàng. Tình cảm của Thẩm Quý và Nhiệm Uyển Vân vốn không có thâm tình như vậy. Nếu không sao Thẩm Quý hầu như đêm nào cũng đến phòng, nâng niu tiểu thiếp. Cứ như vậy, Thẩm Quý cùng Nhiệm Uyển Vân luôn tương kính như tân. Sở dĩ còn lưu lại Nhiệm Uyển Vân vì nàng xử lý chuyện trong phủ luôn luôn gọn gàng, ngăn nắp, giao hảo cùng các vị phu nhân cũng rất tốt, ngoan ngoãn là một người vợ hiền thẩm quý vô cùng vừa lòng với nhiệm uyển vân đương nhiên sẽ cho nàng một khuôn mặt tốt bộ mặt này hắn tuyệt đối sẽ không hạ xuống thẩm diệu thẩm quý căm tức nhìn nữ tử trong đại sảnh nguyên nhân nhiệm uyển vân mang theo ba đích nữ tới ngoại lọng tự dâng hương tất nhiên là hắn biết đem cả ba đính nữ đi mục đích là phòng miệng lưỡi người đời ai mà biết được người gặp chuyện không may là nữ nhi thẩm thanh của hắn tiểu tư gã sai vặt đến truyền lời âm thầm nói cho hắn biết là thầm diệu dở trò. Tuy rằng cảm thấy bất khả tư nghị nhưng hôm nay nhất thiết hắn phải chút giận lên đầu một người. Nếu không thể giận chó đánh mèo lên chi thứ hai vậy liền đem mọi tội lỗi đổ lên đầu đại phòng. Ngươi thủ đoạn ác độc, oán hại tỉ muội. Nay cha ngươi không có ở đây, ta sẽ thay đại ca giáo huấn ngươi. Nói xong thẩm quý còn hô lớn, lấy ra pháp. gia pháp, trần nhược thu liếc mắt nhìn thẩm quý một cái từ khi nàng bước hân vào thẩm phủ chưa bao giờ gặp qua gia pháp của thẩm gia nghe thẩm vạn nói gia pháp này trước nay đều dùng trên người di nương làm sai một số chuyện con cháu của thẩm phủ từ trước đến giờ vẫn chưa dùng qua thẩm gia là danh môn thế gia chém gia pháp tự nhiên bất thường tiểu tư rất nhanh mang đến một hộp gỗ rất dài thảm nguyệt nhịn không được có chút tò mò liền ghé mắt nhìn qua đợi đến khi nàng nhìn được vật trong hộp gỗ liền hít một ngụm khí lạnh. Trong hộp gỗ là một mã tiên rất dài. Không biết mã tên này đã ở đó qua bao nhiêu năm thoạt nhìn hắc quang sáng bóng, hơn nữa to bằng nửa cổ tay của nam tử vừa nhìn đã biết có bao nhiêu rắn chắc, hữu lực. Nếu bị mã tiên kia đánh lên người chỉ e nửa cái mạng cũng không giữ được. Nếu xuống tay ngoan một chút, đi đời nhà ma cũng là chuyện dễ dàng. Đúng vậy, Thẩm lão phu nhân đang kiêu ngạo ngồi ở thượng vị, thấy con trai trở về lưng lại càng thêm thẳng. Nàng với Thẩm Thanh ít nhiều cũng tồn tại vài phần chân tình, thấy cháu gái gặp chuyện không may trong lòng không phải không buồn bực. Nếu Thẩm Quý đã lên tiếng, nàng cũng thuận theo thời thế. Ngũ Nhi làm sai, ngươi là thân đệ đệ tự nhiên có thể thay ca ca giáo huấn nàng một phen. Quy củ của Thẩm gia chúng ta vốn rất đầy đủ, nếu ai làm sai có thể dụng gia pháp. Ngũ Nhi, ngươi nên cảm thấy may mắn vì nhị thúc của ngươi hết sức thiện tâm, trong lòng hết sức thương ngươi. Nếu không, hắn nào có dụng gia pháp đơn giản như vậy, hắn có thể đến từ đường mời trưởng lão trong tộc đến để phân định đúng sai. Đến lúc ấy, ngươi bị đuổi ra ngoài cũng không chừng. Nói tới đây, trong mắt của thẩm lão phu nhân liền động. Đúng vậy, đem thẩm rượu trục xuất khỏi thẩm gia không phải là xong rồi sao? Nhìn thấy biểu tình của thẩm lão phu nhân, trong lòng Trần Nhược thu thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Nếu thẩm diệu bị trục xuất khỏi thẩm phủ, lấy tính tình nóng này của thẩm tín khẳng định sẽ kéo theo cả đại phòng tách ra để cùng nhau rời đi. Tuy rằng bọn họ không thích đại phòng nhưng có rất nhiều việc đều phải dựa hơi đại phòng. Quả thật là một ca kỹ xuất thân bần hàn, không thể đối mặt luận bàn. Nhiệm huyền vân nghe vậy cũng ngẩn ra, xem chừng là đã đoán được suy nghĩ trong lòng thầm lão phu nhân. Nàng căn bản không hy vọng thầm diệu bị trục xuất ra khỏi thẩm phủ. Không vì mục đích gì khác, nếu thẩm diệu đi rồi thật tiện nghi cho nàng. Nhiệm uyển vân hận không thể buộc thẩm diệu ở lạ trong thẩm phủ, chỉ khi như vậy, nàng mới có thể chậm chậm nghĩ ra nhiều biện pháp để trả thù thảm diệu. Trục xuất khỏi gia tộc. Trên đời này làm sao có chuyện đơn giản như vậy? trong lòng mỗi người mang một ý nghĩ khác nhau, chỉ nghe thẩm diệu nhẹ nhàng thở dài, quay đầu nhìn về phía thẩm quý. Thẩm quý bị hành động mạc danh kỳ diệu làm cho cả kinh, nhíu mày nhìn nàng. Hắn ở trong quan trường nhiều năm, quan uy cũng không phải là nhỏ. Thường ngày luôn tu di di cao tự đại. Nếu người bình thường bị hắn nhìn như vậy, khi thế cũng giảm xuống ba phần. Nhưng thẩm diệu không có một chút sợ hãi, ánh mắt thản nhiên, thần thái bình tĩnh làm cho thẩm quý có cảm giác thẩm diệu là người cao cao tại thượng mà hắn ở trước mặt nàng giống như một hạ nhân bình thường. Loại cảm giác hoang đường này vừa nhen nhóm liền bị một câu của thẩm diệu đánh gãy. Nàng nói, nhị thúc, người cũng thật thiện tâm, đại tỷ ốm đau nằm ở giường, nhị thúc không vội vàng đi xem tình hình của đại tỷ mà ngược lại vội vàng đến đây quản giáo ta thay cho cha ta. Xem chừng nhị thúc đối với ta còn tốt hơn cả đại tỷ. Lời vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc. Trong mắt Trần Nhược thu lóe lên châm chọc, thẩm vạn nhíu nhíu mày, thẩm lão phu nhân biến sắc, thẩm nguyệt há miệng thở dốc mà nhiệm uyển vân âm thầm siết chặt tay của chính mình. Nói về ba lão gia ở trong thẩm phủ, thẩm tín hàng năm đánh trận ở xa tuy không hay than cận với thẩm diệu nhưng lại thương yêu nàng thật lòng. Thẩm vạn xem Trần Nhược thu như chân bảo đương nhiên cũng yêu thương, chiều chuộng thẩm nguyệt duy chỉ có thẩm quý thẩm quý vốn là một người ham tài háo sắc căn bản chẳng ý thức được một tí trách nhiệm nào của một người phụ thân đối đãi vói hai người con trai còn tốt hơn một chút đối với nữ nhi như thẩm thanh chẳng bao giờ quản lý dạy dỗ ước chừng trong mắt thẩm quý sau này thẩm thanh gả cho một nhà quyền quý giúp hắn tăng thêm một phần trợ lực mới là tốt nhất trong lúc này đây có lẽ nguyên nhân thẩm quý tức giận không phải là vì thẩm thanh gặp chuyện không may mà là vì kế hoạch của mi NHH vạch sẵn bị người ta quấy phá. Một phần cũng là vì sợ dự thân vương sau khi biết chuyện này sẽ phát hòa cũng tức giận vì thẩm diệu là hỏng con cờ có thể trợ lực cho quan lộ của hắn. Nói cho cùng cũng là lấy chữ lợi làm đầu. Nếu là một phụ thân thật lòng yêu thương nữ nhi của mình, sau khi biết việc này tất nhiên sẽ đi thăm nữ nhi của mình trước đằng này lại vội vàng trở về đòi quản giáo người đã gây ra việc này. Nói như thế, cũng cảm thấy đáng thương cho thẩm thanh. Thẩm quý bị thẩm diệu nó chúng tâm tư nên trở nên xấu hổ. Hắn nhìn nhiệm uyển vân, quả nhiên nàng nàng đã xoay mặt đi không thèm nhìn hắn. Trong lòng thẩm quý có chút kinh ngạc, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía thẩm diệu mang theo chút suy tư. Vừa nói một câu đã làm cho phu thê hai người ly tâm, châm ngòi ly rán vừa chuẩn vừa ngoan. Thẩm Thanh là đứa con bảo bối trong lòng nhiệm Uyển Vân nhưng đối với Thẩm Quý lại chỉ là một con cờ trải đường cho hắn. Dùng chuyện này để khơi nên sự bất đồng trong suy nghĩ bấy lâu nay đồng thời làm mờ nhạt đi mối thù hại con đối với Thẩm Diệu. Thủ pháp này của Thẩm Diệu rõ ràng là rất giống những kẻ trong quan trường giảo hoạt. Nữ tử thanh tú trước mặt nhìn qua cực kỳ vâng lời nhưng không hiểu sao trên người lại ẩn ẩn uy nghiêm khiến người khác không dám nhìn gần. Áp chế sợ hãi từ đáy lòng, thẩm quý cả giận nói, thẩm diệu, ngươi đến bây giờ vẫn còn chưa biết hối cải, một khi đã như vậy ta phải hào hào dạy dỗ ngươi. Ta xem ngươi như con cũng thẹn với phụ thân của ngươi. Hắn vươn tay lấy roi ra trong hộp gỗ, bước tới. Thẩm Nguyệt nhìn chằm chằm vào động tác của thẩm quý có chút vui sướng khi người gặp họa lại có chút khẩn trương. Không biết thẩm quý đến cuối cùng có đánh hay không? người mạnh mẽ như thẩm diệu đối mặt với cảnh tượng như vậy đều không phải cúi đầu nhận thua nhị thúc muốn dạy ta như thế nào dùng roi này giết người diệt khẩu hay là đánh trọng thương rồi đưa đến thôn tràn dê dê điều dưỡng thẩm diệu đột nhiên mở miệng động tác trên tay thẩm quý chợt cứng lại thẩm vạn cũng giật mình căn bản chưa bao giờ nghĩ tới lệ khí của thẩm diệu lại năng như vậy Tuy rằng thẩm diệu mấy ngày nay cải biến nhưng mọi người vẫn nghĩ nàng căn bản chỉ là giả vờ cường ngạnh nhưng hôm nay nàng có thể thuận lợi vừa ơ qua mặt của tất cả người trong thẩm phủ. Ngay cả ngụy Trang còn không giữ cứ như vậy mà xé ránh ra mặt cho tất cả mọi người thay. Nhiệt nữ, ngươi nói nói gì vậy? Thẩm lão phu nhân là người đầu tiên nộ quát, có phải là ngươi muốn nói nhị thúc muốn giết chết ngươi? Ngươi thật phản thiên, phản thiên, mô di si theo ý trời ý nói hỗn láo. Đúng vậy, ngũ nhi sao ngươi có thể nói như vậy? Trần Nhược Thu cuối cùng cũng mở miệng, thanh sắc không động mà thêm dầu vào lửa. Ngươi hại thanh nhi như vát ti còn có thể phản bác. Không biết ngươi học quy củ ở đâu nữa? Trần Nhược Thu nghĩ nếu thẩm diệu cùng chi thứ hai lưỡng bại câu thương thì các chắn thẩm nguyệt trong phủ sẽ như cá gặp nước. Dù gì tam phòng của nàng, quyến thế của thẩm vạn không sánh bằng đại phòng, cháu đích tôn cũng không bằng chi thứ hai, nếu không dùng chút thủ đoạn chỉ sợ sẽ bị người khác cướp mất lợi ích. Nhiệm Uyển Vân khóc lóc dập đầu với thẩm lão phiêu nhân, xem đi, ngũ nhi hận chúng ta như vậy, rõ ràng là nàng hại thanh nhi lại không biết hối cải còn muốn làm ô danh của lão gia. Nàng kiêu ngạo như vậy rõ ràng lấy thể đại bá ức hiếp chúng ta. Không biết có phải di theo đại bá học hay không, một cô nương làm sao biết nhiều như vậy. Nhất định là có người phía sau dạy nàng làm như vậy, đại bá là người như thế làm sao có thể đối đãi người một nhà như vậy nhiệm uyển vân lóc như vậy cũng thẳng đem mình đặt ở vị trí yếu thế hơn trong ngày thường nàng cường ngạnh như vậy giờ phú này làm lộ ra yếu đuối càng là người ta tin nàng nói thật đáng tiếc nàng cố tình kéo thẩm tín vào rồng có nghịch lân nghịch lân của thẩm diệu chính là thẩm tín ánh mắt thẩm diệu lướt qua hết tất cả các gương mặt trong vinh cảnh đường bọn họ như hồ rình mồi, bọn học là người một nhà, bọn học có thể nói chết thành sống nói trắng thành đen. Bọn họ vậy quanh mình giống như một khối thịt béo đặt bên miệng đói lang, sói đói. Ăn nói xảo biện như vậy, đến kết cục chip có năng lực gì? Hậu cung có nhiều nữ nhân biết ăn nói như vậy đến cuối cùng thì lưu lạ có mấy người? Có bao nhiêu người bị đem đến ngự hoa viên làm phân bón? phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn